Vì quá bận rộn, bạn có thể không kiểm tra tình trạng sức khỏe và vóc dáng thường xuyên. Chương trình quản lý cân nặng BodyKey giúp bạn làm chủ vóc dáng mới. Với thiết bị theo dõi sức khỏe duy nhất có chức năng đo chỉ số cơ, chỉ số mỡ InBodyBand. Bạn đang rất hào hứng với InBodyBand phải không? Vâng, cùng khám phá các tiện ích từ thiết bị này nhé. Bạn nhìn thấy 4 điện cực chứ? Chúng được sử dụng để phân tích chỉ số cơ, chỉ số mỡ bằng cách cho phép dòng điện xoay chiều cực thấp đi từ 2 điện cực trên xuống 2 điện cực dưới. Đây là công nghệ phân tích điện trở sinh học BIA. Giờ hãy đeo InBodyBand vào cổ tay. Chẳng khác gì dân công nghệ phải không? InBodyBand có 8 chức năng. Bấm nút ở bên phải để lựa chọn các chức năng khác nhau. Chức năng đầu tiên xuất hiện khi bạn nhấn nút là thời gian. Thời gian trên InBodyBand sẽ tự động được đồng bộ hóa theo giờ trên điện thoại nếu InBodyBand đã được kết nối với ứng dụng BodyKey. Chức năng thứ hai là kiểm tra InBody để đo khối lượng cơ và mỡ trong cơ thể. Biểu tượng kiểm tra hiện ra để nhắc nhở bạn luôn duy trì đúng tư thế kiểm tra. Màn hình hiển thị đoạn thẳng cho thấy đang thực hiện kiểm tra. Chỉ có phần trăm mỡ cơ thể hiển thị trên màn hình InBodyBand. Bạn nên làm bài kiểm tra InBody cùng với ứng dụng BodyKey để có toàn bộ kết quả về thành phần cơ thể. Tiếp theo là chức năng đo nhịp tim, giúp đo số nhịp tim trong một phút tại thời điểm đó. Các bước cũng tương tự như khi ở chế độ kiểm tra InBody. Lưu ý giữ đúng tư thế khi đo. Đang kiểm tra và nhịp tim của bạn hiển thị trên màn hình. Tiếp theo, chức năng đo bước chân. Màn hình sẽ tự động hiển thị số bước đã di chuyển trong ngày của bạn. Vào nửa đêm, con số sẽ tự cài đặt trở về số 0 và số bước chân sẽ được tính lại từ đầu. Dữ liệu được lưu trữ trong InBodyBand suốt 7 ngày. Sau đó thiết bị tự động xóa. Vì vậy, bạn nhớ đồng bộ hóa dữ liệu trong InBodyBand vào ứng dụng BodyKey để lưu dữ liệu một cách an toàn. Ba chức năng tiếp theo liên quan đến số bước chân. Thời lượng tập luyện. Hiển thị số phút luyện tập tương ứng với số bước chân. Số calo được đốt cháy hiển thị lượng calo được đốt cháy. Hãy đảm bảo đi bộ nhiều hơn để đốt cháy nhiều calo hơn. Quãng đường đã đi hiển thị quãng đường đi dựa theo số bước chân. Đi nhiều hơn, đốt cháy nhiều calo hơn, tăng chiều dài quãng đường đã đi. Chức năng cuối cùng là dung lượng pin, cho biết dung lượng pin còn lại của InBodyBand. Khi đầy pin, InBodyBand có thể hoạt động trong 7 ngày, tùy thuộc vào bạn sử dụng nhiều hay ít. Bí quyết, sạc pin cho InBodyBand khi dung lượng pin còn dưới 30% để đảm bảo không bị gián đoạn trong khi sử dụng. Một bí quyết khác cho bạn, luôn đeo InBodyBand khi ngủ. InBodyBand tự động theo dõi thời lượng giấc ngủ và đánh giá chất lượng giấc ngủ của bạn. Thật hữu dụng phải không? InBodyBand cũng sẽ báo rung khi bạn có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến. Nhớ đảm bảo rằng bạn kích hoạt các chức năng này trên ứng dụng BodyKey. Bạn cũng có thể kích hoạt chức năng hẹn giờ. Với chức năng này, InBodyBand sẽ báo rung vào thời điểm bạn đã cài đặt. Đây là một cách báo thức hoàn hảo vào buổi sáng mà không gây ra tiếng ồn làm phiền người xung quanh. Bạn chưa di chuyển đủ, cài chế độ báo di chuyển nếu bạn đứng yên quá lâu. Và cài đặt thêm chức năng thông báo khi đã đạt mục tiêu về số lượng bước chân trong ngày. Nào, đây là lúc để ăn mừng. Bạn đã khám phá đầy đủ những tính năng tuyệt vời của InBodyBand. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị. Nhưng tránh đeo InBodyBand khi đi bơi hoặc tắm. Thật dễ dàng để bắt đầu tiến trình làm chủ vóc dáng của bạn. Vào website để biết thêm thông tin về chương trình BodyKey hoặc liên lạc với chúng tôi khi cần trợ giúp.